2 thì nó rớt những cái gì nhá. Chúng ta cùng xem này. Cực ngon luôn nha anh em. Một cái huyết độc vạn lý. Đấy. Mã tắc ở đây bên này cái drop bí tích không phải bí tích mà bí kíp nhiều lắm, rất nhiều. Bên cạnh đó còn được trứng của niên thú nữa. Giải đen vài con mã tắc trước. Ôi bọn nó không đi ăn này. Đấy, mấy thằng thế bao giờ không. Úi dồi, thế nó ăn hết sạch rồi. Ăn hết sạch rồi. Thì thế còn đâu nữa. Trời ơi, trời ơi. Vãi trưởng. Bảo dù đi mã tắc. Cố kiếm lấy con nữa cho được. Vãi trưởng. Chịu, chịu. À ông Dino à, ông Dino nhắn vào Facebook cho tôi đi. Quất thử vài hòm thế nào. Rau hẹ đã bỏ nhỏ. Bọn này nó còn bị mắc. Nó ăn rồi, nhiều BT chạy ngược đường thế cơ mà em ơi, làm gì còn. Nó ăn nhanh lắm. Vù phát hết luôn. Thế còn con mã tặc nào. Sợ thật. Đấy. 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 Úi dồi. Lấy đâu ra nữa các bạn ơi. Nhiều khi là đi mã tặc các ông phải kéo sẵn đội đi. Ra mã tặc cái là ăn ngay. Chứ còn hò nhau ra đây này là không còn. Hết rồi. Không còn con nào à. Hết luôn rồi các bạn. Đừng vội cái huyết độc quản lý. Đó.